là cái bot trọng tài AI. Cái mà chúng ta chỉ có thắng, không bao giờ có thua. Không có một giao dịch nào duy nhất nào mà chúng ta có thể thua được. Các cặp giao dịch tiền đây ạ, khoản vay nhanh đây, là tất cả đây chỉ sẽ đọc tất cả những cái công cụ này. Ok. Rồi, khi anh chị đọc xong xuôi tất cả, anh chị sẽ thích thôi. Độ chính xác của nó rất tuyệt vời. Đó. Đăng ký khoản miễn phí và truy cập vào trang cá nhân của bạn. Hãy đăng ký vào đây. Hãy đăng ký miễn phí anh chị ạ. Sau đó anh chị truy cập vào trang cá nhân của mình. Đúng chưa? Và hướng dẫn cài đặt cho các anh chị đây. Quy trình cài đặt rõ ràng ở đây. Anh chị hãy nhìn này. Tôi bấm vào đây này. Cách thức cài đặt cho anh chị này. Sẽ có hướng dẫn đầy đủ hết cho anh chị nhé. Đó. Được chưa? Và đến các nền tảng nào vào đây nó cũng có hướng dẫn hết đầy đủ. Cách quy trình cài đặt từ đầu đến cuối. Anh chị thấy không? Đó, rất rõ ràng rồi chưa? Đi tới tài sản chung này, là tài sản chung này là cái sàn chung của những người đang trader đây, chị nhìn này, này kích vào đây. Rồi, sau xuôi đó nữa thì anh chị vẫn tiếp tục vào cái phần này. Đó, để cài đặt. Thì đây, nó sẽ cho giúp cho anh chị là anh chị sẽ đọc hết đi nha, tất cả ở đây. Và sau khi đây thì sẽ hướng dẫn chúng ta là tạo cái ví MetaMask ở trên trình duyệt chung của điện thoại cũng như là máy tính. Và đây là cái hệ này Android hướng dẫn chúng ta đây cách làm như thế nào, cách đặt như thế nào. Đó. Viết từ từ ra như chữ nào, cách thêm mạng vào như thế nào, hướng dẫn anh chị rất rõ ràng. Đó, anh chị thấy một sự bộ công cụ của chúng tôi nó tuyệt vời không ạ? Rồi, sau khi này kết nối rồi sẽ giúp cho anh chị là kết nối giữa ví và nền tảng đây. Cách thức kết nối như thế nào rất rõ ràng, và kết nối ra sao thì sẽ cho anh chị vào đây, vào trong cái app này. Đó, từ đây sẽ là việc của anh chị gì ạ? Bấm vào trên này và kết nối ví, anh chị ạ, bấm vào đây kết nối ví. Rồi anh chị sẽ xem đây cái tiếng Việt rồi anh chị nhá, nhìn đây, anh chị nhìn cái tiếng Việt rất rõ ràng chưa? Ok, tuyệt vời không anh chị? Quá tuyệt vời đây, thì bấm vào đây. Từng bước hướng dẫn một cho anh chị vào đây. Rồi, cài đặt. Đó, ví MetaMask, bấm vào đây. Sẽ hiện ra. Đó. Quay. Tiếp tục. Làm thế nào để xây dựng một đội